Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thái Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Thao Conquest nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nhé anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi. Ok, chúng ta sẽ vào game nha. Tiếp tục là vào game. Thì từ á, anh em hãy qua follow mình tài khoản TikTok ở bên này nha. Và mình đọc tất cả cái comment của anh em trong cái tập trước. Hôm qua không làm đúng không? Hôm qua buồn ngủ quá nên đi ngủ sớm anh em. Ơ chưa? Thế là mất sóng à? Thôi mình ấn tắt cái gì ấy nhỉ? Đây ok. Tập từ tối hôm kia anh em ạ. Đây, tập tối hôm kia đây. Level 4 dành cho nữ hoa, level 5 dành cho nữ hoa. Anh phải vô cái market tìm ống XP để nâng cấp level của anh cao hơn, chứ rồi anh đánh arena hơi khó vì level người ta 25 rồi. Anh có level 16, dù anh có dạng cao hơn thì đánh cũng méo lại đâu, thế á? Tìm cái ống để nâng level à? Ok em. Cảm ơn anh đã ra clip đều đặn, mong anh ra những clip hay hơn trong tương lai để bọn em có cái coin nữa nhé. Anh, ok em nhá. Anh dùng con pumpkin hit, à ok. Con đầu bí ngô đúng không? Anh chơi game Ninja Turtle, anh chơi con ninja đi anh. Con đầu tiên hàng 3 tộc người đó lên 3 sao đẹp mạnh lắm anh. Từ 4 sao trở lên em không biết. Thế à? Ngày càng mạnh. Anh chơi con Yasuo hay quá anh ơi. Anh thành đẹp trai tải mốt game là kiểu gì? Anh em chỉ cần lên Google tìm và tải thôi. Khá đơn giản. Chỉ cần đánh chữ Thao Conquest ra thôi là anh em có thể tải được. Ok nhá. Video càng hay. Hay quá anh Thành. Anh chơi liên quân đi anh. Anh không làm kênh video trên kênh Mr. Thành nữa à? Anh nâng cấp level 5 đi anh ơi, chơi robot đi anh. Anh làm Switch Thao Conquest đi, chào anh. Hai anh thử chơi Stick World Legacy đi anh. Samurai chết vẫn đánh được à? Cả trường em test mà đúng lúc em không test thế á. Anh ơi, anh em có chơi TikTok anh? Em không có chơi TikTok nên anh còn làm YouTube nữa không? Còn em ơi, làm cả hai nhá. Con gì mạnh nhất của anh á? Chắc là thần chết anh em ạ. Diamond War. Chơi zombie tiếp đi. Anh cho con robot hồi máu một đội hình. Tự dưng một ngày vào lớp bảo cả lớp chuẩn bị học online nha. Học online là chắc là do trường nghi nhiễm Covid rồi em ạ. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chuẩn rồi. Ok anh em, và anh em nhớ theo dõi cái kênh TikTok của mình nha. Sáu mấy là vẫn 60 follow ạ. Cố gắng lên được 70-80 follow gì đấy. Và rồi chúng ta bắt đầu thôi nhé. Bắt đầu thôi. Hôm nay nâng cấp cái gì cho nó mạnh lên nhỉ? Đội hình bia mình cần cái gì đây? Bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ nâng cấp cái gì bây giờ nhỉ? Nhiều bởi bạn bảo là anh ấy hãy chơi con Pumpkin đi. Cũng được, Pumpkin thì cũng ok ha. À, anh ấn vào cái Marquis và tìm cái ống kinh nghiệm à? Có cái ống kinh nghiệm đâu em? Làm quái cái ống kinh nghiệm nhỉ? Mình cũng đang tự hỏi là cái ống kinh nghiệm cái bạn ấy bảo mình là nó ở đâu. Không có. Hoặc là nó tùy từng ngày nó mới ra anh em ạ. Chứ không, bây giờ không có nhỉ. Bây giờ sẽ là ra được tộc người ngoài hành tinh ha. Rồi, mở ra nào. 500 Evader Chest như thế này. 350 game. Đấy. 350 game. Vừng ơi, mở ra. Tiếp tục có 350 game tiếp. Nhiều phết này. Nhiều thứ hay ho ra phết này. 350 game tiếp này. Mở ra bạn ơi. Vừng ơi, mở ra nào. 350 game. Đấy. Teo 350 game này anh em. Mở ra bạn ơi. Đấy, ok. Ok, let's go. 350 game. Và 350 game. Đấy. Xong ngay và luôn. Chúng ta có khá nhiều, nhưng hôm nay mình sẽ chơi con Samurai nhá. Samurai khá đẹp. Thế mình Samurai khá là xịn sò luôn ấy.
Watanabe game. Từ từ chắc mình sẽ nâng cấp samurai trước. Tại vì mình cũng khá thích con samurai rồi mà chưa đánh bao giờ luôn anh em ạ. Chưa giờ nâng cấp nó mạnh lên ấy. Nó thuộc cùng tộc với Ngộ Không hả? Samurai thì à đây, nó cũng là epic đấy anh em ạ. Yeah. Yasuo nhìn trông cùi thế. Dạng một nhìn trông mẹ phèn dã man. Đó. Yasuo. 4 sao, 5 sao. Ui, chưa lên 5 sao được anh em ạ. Ui, samurai trông chất đấy. Yeah. Đây là Yasuo chứ không phải samurai. Nó là Ronin anh em ạ. Hay cho này lên nhỉ? Cho samurai này. Nhưng mà mình thấy không khỏe lắm, nó là Ray hay. Ôi, đại tướng quân luôn. Cho con này trước nhá, con này tập sau chơi nhá. Vãi đạn chưa anh em? Thay thằng nào đây? Thay thằng này à? Hai thay thằng này, thằng này chỉ là thằng Epic thôi anh em ạ. Đó. Với anh em bảo chơi con đấy đúng không? Chơi con Pumpkin của quân người à? Phải không nhỉ? Pumpkin đâu phải quân người đâu. Con ném đầu cơ mà. À đây. Em ở chỗ này đúng không? Con này là con cấp độ C anh em ạ. Ok, nhìn khá đẹp nhỉ. Đây nó khá là đẹp. Cho lên level 3 nhá. À, quý ngài Macaron ạ. Được đấy, nhìn trông được đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn cần cái con mạnh của nhất của chúng ta. Nó con này. Thế tôi bỏ thêm một con nữa đi anh em ạ. Bỏ cái này đi. Ném đầu. Sư tử ném đầu. Oh yeah. Are you ready? Arena. Hôm qua không leo cái là nó đánh mình xuống dưới hạng luôn. Nó không cho mình đi đâu luôn. Dạ. Yeah. Connect. Fighting. Ba trăm rồi đấy. 400. Con này thì mình không sợ lắm. Mình cũng có con, nó có thể là đối con này đắt thích nhỉ? Con này đắt dã man rồi anh em thử này đắt không? Samurai. Samurai yếu thế. Sao con nó khỏe hơn nhỉ? Mình đang thấy lạ là sao nó con nó có vẻ khỏe hơn rất là nhiều so với con của mình đấy. Điêu quá. Cái con này của nó trâu này anh em. Mà mình vẫn chưa tìm cách nào để khắc chế nó ha. Samurai chết mẹ rồi. Ok, con này thì mình không xoắn anh em ạ. Thật sự là 300 đúng không? Cả Ngộ Không ở đây rồi. Ôi, chết rồi, thua rồi này. Nào rồi. Nhưng mà số bạn quá đen bạn ơi. Bạn gặp ngay Ngộ Không của tôi thì bạn ăn kẹp rồi. Nó khỏe nhở. Nhưng là level nó cao hơn mình khá nhiều. Nên rất là mệt. Làm gì làm thôi. Mình cũng không xoắn lắm tại vì tôi có những con rất là mạnh đây rồi. Đánh hộ vào ca. Vãi lều, nó khỏe thế. Phải nói là cực khỏe anh em ạ. Ninja này. Phá nhà thôi anh em ạ, bỏ qua đi được không? Chắc tôi sẽ bỏ qua thôi. Ngộ Không à? Ưu tiên Ngộ Không à? Kháng hết à? Yes, hay rồi, thắng rồi. Không thắng lại không lấy tiền. Trận chiến căng thế nhỉ. Thề là căng thẳng luôn. Căng thẳng vãi cả lều. Mà thôi, hôm nào mình cũng thắng mà.
cái quần què nữa. Nó khỏe dã man anh em ạ, chứ đừng có đùa nhé. Trận này mà thắng được thì đúng là đỉnh của chóp luôn. Nhờ. Không cần quan tâm rồi. Nó cứ dùng cái kia nhưng mà mình như mình có kháng cái gì sao anh em ạ? Ảo ma lắm. Sao mình thấy mấy con samurai mình nó yếu kiểu đếch gì nhỉ, trong khi nó cầm thì nó khỏe dã man luôn. Trong khi mình không khi nó cầm mình không hiểu sao nó khỏe thế, mà trong khi mình cầm mình như con kẹt thề. Anh em thấy có cảm giác thế không? Thế cảm giác nó cứ phế phế kiểu gì thật sự luôn. Nên nhiều khi mình cũng không hiểu là cái gì đang xảy ra ở trong cái game này luôn đấy. Đấy, vì thế mình không hiểu. Nó không hiểu thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn cả. Cứ từ từ thôi, cứ từ từ đánh là nó sẽ qua thôi mà anh em. Dễ mà, có khó khăn gì đâu. Lên nào, mắc ăn 200. Cái này là đánh map thường rồi, map thường thì dễ quá. Có gì đâu anh em, map thường thì nếu mà để solo thì không phải vấn đề gì quá lớn với mình cả. Ok. Ngộ không mình mạnh thì mạnh thật đấy. Nhưng mà nó máu hơi dán. Thật sự là máu hơi dán. Đánh thì vẫn đánh được. Không biết nói là quá tệ. Rồi, cứ đi cày này lấy level đã nhá. Thằng nào bạn nghĩ bảo là anh level thấp quá nên anh đánh bọn nó không ăn thua. Anh phải level cao cơ. Đấy, con này là con mạnh nhất của tộc Race mà không ăn thua luôn. Thật ra nhiều thứ mình cũng không hiểu lắm. Đấy, nhỉ. Nhiều thứ nó đang kiểu khá là khó hiểu. Mắc 100 luôn. Mắc 200 luôn. Ok. Sẵn sàng. Chen. Tôi biết rất là con tăng cơ á, con này tăng á. Con này tăng mình thấy nó không hợp lý. Hiện tại tăng thì nó cũng vẫn ok ha. Chẳng hiểu sao tăng bọn kia thì nó lại yếu, con này đam yếu rồi. Con samurai cấp 5 của mình yếu quá. Biết hiểu sao yếu thế này. Rồi, tan thành mây khói rồi. Đây toàn tổng robot thôi anh em ạ. Thế lô, ủa con này ném xa, ném quả đầu nó khá khỏe chứ nhỉ. Yếu đâu, mà vào trong kia thì thấy nó lại phế. Ném lửa, lửa lan anh em ạ. Khỏe chứ. Một cái do kiểu level nó cao hơn mình hay sao, nó xịn hơn hay sao ấy nhỉ. Thế thôi chứ, thực ra thì nó cũng không phải là quá gớm. Ok nhá, chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại nhé, bye bye.